ông Đoàn Ngọc Hải không còn làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1. Ông Đoàn Ngọc Hải kể từ ngày 4 tháng 6 không còn làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 sau khi quyết định điều động bổ nhiệm của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao quyết định điều động bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp quận ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 được điều động làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Tổng công ty này trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu trong buổi điều động, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, trước đây ông có nguyện vọng và đề đạt với Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về công tác tại huyện Cần Giờ nhưng chưa được xem xét. Trước quyết định điều động này, thành phố cũng tính xem xét đưa ông về Phó Ban An toàn vệ sinh thực phẩm hay một cơ quan khác. Thành phố điều tôi đi đâu thì trước mắt tôi phải chấp hành, nhưng với vai trò là đảng viên, nhiệm vụ của cán bộ, tôi sẽ sớm đưa ra quyết định của mình. Trực tiếp trao quyết định, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến chia sẻ, công tác cán bộ là công tác thường xuyên của Đảng, của thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời hoan nghênh ông Đoàn Ngọc Hải đã chấp hành nghiêm túc sự điều động của thành phố. Ông Trần Vĩnh Tuyến mong muốn Tổng công ty Xây dựng tạo mọi điều kiện để ông Hải hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình làm việc, nếu có khó khăn gì, thậm chí nếu khó đến mức không thể tiếp tục nhiệm vụ thì nhanh chóng báo cáo với lãnh đạo thành phố tháo gỡ. Lãnh đạo thành phố luôn lắng nghe, chia sẻ để nhằm tạo điều kiện cho từng cán bộ, từng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ vì sự phát triển của thành phố. Với vị trí của anh Hải thì việc điều động bổ nhiệm xem xét phải là Ban Thường vụ Thành ủy, trước mắt cứ để anh Hải làm nhiệm vụ ở công việc mới đã. Ông Đoàn Ngọc Hải, 50 tuổi, quê ở Thanh Trì, Hà Nội, trình độ chuyên môn là thạc sĩ chính trị, cử nhân luật, cử nhân kinh tế, cử nhân xã hội học. Trước khi làm Phó Chủ tịch Ủy ban dân quận 1, đã làm ở quận ủy và Ủy ban dân quận 1. Bí thư và Chủ tịch Ủy ban dân phường Cầu Ông Lãnh, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra quận ủy quận 1. Từ năm 2016, ông Đoàn Ngọc Hải được biết đến vì đã xung phong liên tục xuống đường trực tiếp chỉ đạo chiến dịch giành lại vỉa hè, tuyên chiến nạn tiểu bậy nơi công cộng, xử lý nạn chó thả rông, đột xuất kiểm tra phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận 1. Theo đó, hàng chục bãi xe trái phép lấn chiếm vỉa hè ở trung tâm thành phố bị xử lý dẹp bỏ, hàng ngàn trường hợp đậu xe tùy tiện lấn chiếm lòng đường, cản trở giao thông bị xử phạt. Nhiều người có hành vi tiểu bậy nơi công cộng cũng bị xử phạt, buộc phải xối nước, làm sạch nơi bị tiểu bậy gây mất vệ sinh. Nhiều cơ sở kinh doanh bị phạt nặng vì vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy. Ngày 8 tháng 1 năm 2018, ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ nộp đơn xin từ chức. Đơn của ông được gửi đến Thường trực Thành ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Quận ủy quận 1, Hội đồng Nhân dân quận 1, lý do là không thể ra trận được nữa, bởi muốn làm thì phải được xếp gật đầu. Theo đơn xin từ chức vào tháng 1 năm 2018, ông Đoàn Ngọc Hải trình bày từ khi nhận được phân công phụ trách lĩnh vực đô thị vào tháng 3 năm 2016, ông thận nhận thức rằng quản lý trật tự đô thị, trong đó có quản lý trật tự lòng lề đường là nhiệm vụ trọng tâm vì ở quận 1, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường diễn ra ngày càng nhiều và phức tạp. Từ tháng 1 năm 2017, công tác lập lại trật tự lòng đường, lề đường ở quận 1 đã tạo hiệu ứng cho cả nước. Thủ tướng Chính phủ đánh giá tốt và chỉ đạo các địa phương khác thực hiện. Theo ông Đoàn Ngọc Hải, trình bày vào thời điểm đó, việc xử lý hành vi lấn chiếm lòng đường, lề đường đã động chạm đến lợi ích rất to lớn, hàng ngàn tỷ đồng, các bãi ô tô, xe gắn máy, nhà hàng, khách sạn, các hộ kinh doanh mặt tiền và một số các bộ phận không nhỏ cán bộ, cộng sinh trong đó. Tuy nhiên sau đó, ngày 12 tháng 5 năm 2018, ông Đoàn Ngọc Hải có nguyện vọng tiếp tục làm việc và viết đơn xin rút lại từ chức. Tôi sẵn sàng làm việc ở những nơi khó khăn, gian khổ, nguy hiểm và nhận bất cứ nhiệm vụ gì do tổ chức phân công. Sau đó, có nhiều thông tin ông Đoàn Ngọc Hải sẽ được điều tới lãnh đạo của một quận huyện khác hay làm phó của một ban quản lý thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhưng đều không diễn ra. Từ giữa tháng 10 năm 2017 đến nay, ông Đoàn Ngọc Hải không còn trực tiếp đi dẹp loạn vỉa hè nữa. Lý do ông Đoàn Ngọc Hải không thể ra trận được nữa, theo ông Đoàn Ngọc Hải là muốn làm thì phải được xếp gật đầu. Theo đó, ngày 13 tháng 10 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban dân quận 1 Trần Thế Thuận, nay là Chánh văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ký hai quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định số 1758 về thành lập tổ kiểm tra liên ngành về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận 1, gọi tắt là tổ kiểm tra liên ngành, và quyết định 1759 về thành lập tổ kiểm tra công vụ đối với công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận 1. Theo nội dung quyết định số 1758, tổ kiểm tra liên ngành chỉ được lên phương án kế hoạch kiểm tra cụ thể trên cơ sở sản xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Nhân dân 10 phường, của tổ kiểm tra công vụ và các địa điểm theo phản ánh của người dân và của cơ quan báo chí.
Một điều kiện khác là kèm theo là phương án, kế hoạch đó phải được trình Chủ tịch Ủy ban dân quận 1 phê duyệt và chỉ được tiến hành kiểm tra khi được sự chấp thuận phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban dân quận 1. Theo quyết định số 1759, có 2 tổ kiểm tra công vụ đối với công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận 1 được thành lập. Tổ 1 do Chủ tịch Ủy ban dân quận 1 Trần Thế Thuận làm tổ trưởng, tổ 2 do Phó Chủ tịch Ủy ban dân quận 1 làm tổ trưởng. Các thành viên của tổ kiểm tra công vụ chủ động phân công cán bộ, công chức của đơn vị kiểm tra các nội dung vi phạm và yêu cầu Ủy ban dân phường tự chấn chỉnh các nội dung còn tồn đọng nếu có trước khi tổ thực hiện kiểm tra trên địa bàn. Kiểu như thế này làm sao mà thành phố mình lập lại văn minh đô thị được? À, nếu mà ai cũng như em làm sao mà lập lại trật tự đô thị, văn minh đô thị? À, xếp làm sao mà xếp nào? Xếp nào to hơn luật pháp? Biết là quận 1 với thành phố 7 tháng nay như thế mà vẫn còn đầu này. Xử lý nhanh lên. Em điều đánh xe ra cho khác nhanh lên. Cái hè nó bỏ rồi. Ok. Dạ. Cần dương cho anh em xử lý anh em phường đông. Hốt hết nhanh lên. Đập bàn rồi. Cho hốt cát nhanh lên. Dạ dạ. Đang đây cho chú hộ. Hốt hết. Hôm thế hả? Cao cấp chính trị rồi, làm sao mà anh không hiểu được điều đó? Có cái điều là anh vận dụng dừng chú khi mà các tài xế cứ cãi bằng được, cãi ngang bằng được, viện đủ lý do hết. Hơn 8.000 người bị anh phạt 7 tháng nay, hơn 8.000 rồi, thì chắc nhiên trong đó có 1-2.000 người người ta bực tức và người ta cảm thấy suy nghĩ, người ta nâng quan điểm vân vân, rất là phức tạp. Anh chỉ mong là mọi người chung tay thế thôi, với quận 1. Cái này cũng nhắc tới đây.
công như thế không anh đẩy kẹt xe. Không, anh đừng có gây, đừng nói anh đi. Tôi thấy đi anh, anh công vụ. Đi anh công vụ là muốn làm gì làm sao? Không phải, anh đừng nói vậy, đi đi. Được, cứ như vậy. Cứ lên công vụ là làm gì anh làm nghe. Anh đi đi, anh nói sai rồi. Anh đậu xe. Tôi nói sai rồi, anh nói sai rồi. Anh làm kẹt xe ta. Cái này là cắt cớ nè, cái này là cắt cớ.